con là bạn gái em ở nhà. Bé Gia Hằng, con là bạn gái em ở nhà. Đăng là tên Đăng, anh con tên Đăng. Em xin, gì con tên gì vậy? Con là bạn gái em, bé Gia Hằng à? Con tìm bé Gia Hằng hả? Hello, hello. Anh con tên Đăng. Con tên là Ly à? Ly biết Gia Hằng không? Ly biết Gia Hằng không Ly ơi? Cẩn thận, tối nay gặp Gia Hằng nha. Tối nay anh mấy này về mình chơi chờ đón chuẩn nha. À, con chỉ biết tặng Hằng, đúng rồi.